Cuối giờ chiều nay ngày 1 tháng 10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Trong ngày, Đà Nẵng có 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca là F1 đã được cách ly và 1 ca phát hiện tại phường An Khê, quận Thanh Khê là lái xe đường dài về từ thành phố Hồ Chí Minh. Địa phương đã khoanh vùng truy vết và có 5 F1, 6 F nguy cơ và 120 người dân tại khu vực xung quanh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế nhận định ca nhiễm này kiểm soát được. Đến nay đã xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt thứ 9 đạt hơn 28% với hơn 44.000 người và đều âm tính. Trong đó 100% mẫu xét nghiệm ở phường An Khê, nơi mới phát sinh ca bệnh mới đều âm tính. Quận Thanh Khê cũng đã lập biên bản để xử phạt lái xe vi phạm 10 triệu đồng. Quy trình kiểm soát quản lý người và phương tiện lưu thông hàng hóa vào thành phố cũng được thảo luận kỹ tại cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đề nghị quận Thanh Khê giám sát chặt chẽ và tiến hành xét nghiệm định kỳ đối với khu vực có ca bệnh mới. Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Thông tin Truyền thông để rà soát xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vào thành phố nhưng tắt điện thoại và không chấp hành quy định phòng chống dịch. Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án cụ thể để kiểm soát tốt nhất đối với lái xe luồng xanh lưu thông hàng hóa đến các địa điểm trên địa bàn thành phố. Các địa phương rà soát để sớm tổ chức tiêm vaccine cho các tài xế xe tải. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các địa phương sớm hoàn thành xét nghiệm đợt 9 để đánh giá nguy cơ, phát huy vai trò mỗi người dân trong phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kỹ phương án để tổ chức dạy học trực tiếp trở lại trong thời gian tới.